để nguyên ngày ha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin sẽ làm một cái món ăn rất là đặc biệt với cả nhà. Nói chung là mình sẽ làm một cái chiên gà xả tắc. Thì sẽ thử cái tay nghề của mình để làm thử cái món này coi gần sao nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi mua chiên gà về mình làm xả tắc để coi sao. Cả nhà đón xem nha. Để nguyên ngày ha. Ở trong đó có mấy chiếc góc này, mua danh cái góc này để xài. Gì? Hết luôn hả? Nó chạy góc không kìa? Nó mua giấy nhỏ nhỏ thôi. Giảm nước sắc á, cho nó khỏi tanh á.
Không mẹ ơi. Cả nhà ơi, xin vừa mới hoàn thành xong cái món chiên gà xá tắc lần đầu tiên mà mình làm thử cái món này luôn. Nếu cả nhà thấy còn thiếu sót gì nhớ comment bên dưới và cho mình một cái lời khuyên ở nhà. Đó, thì đây là lần đầu tiên là mình cùng với vợ mình với lại em mình làm thử một cái món chiên gà xá tắc này nó như thế nào, ngoài ra làm sao. Đó, lúc giờ mình ăn không à, nhưng mà mình chưa có từng làm thử mà. Nói chung là các bạn đã từng ăn rồi cũng giống xinh vậy đó, nhưng mà chưa từng làm thử qua một lần nào hết. Nên bây giờ ngày hôm nay thì
Sinh sẽ gửi tặng đến cả nhà một cái món ăn thật là hấp dẫn mà các bạn đã từng thưởng thức ăn mà chưa có từng làm, đúng không? Sẽ có một số bạn sẽ làm, nhưng mà có một số bạn chưa từng tự tay mình làm nó ngon như thế nào. Nếu cái này mà chưa ngon thì lần sau mình sẽ cố gắng làm thật là ngon hơn nữa cả nhà ha. Lần sau mình nếu mà cái video này mình làm cả nhà chưa cảm thấy ngon thì mình sẽ cố gắng làm sao á. Video sắp tới hay gì đó thì mình sẽ làm hoành tráng hơn và ngon hơn và bự hơn. Bây giờ mình vô mình ướp hơn cả nhà. Nói chung là mình sẽ làm những công đoạn còn lại để mà ướp qua một ngày để cho nó thấm và cho nó ngấm để ăn nó ngon hơn. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ để qua một đêm để cho nó thấm. Rồi sau đó mình mời cả nhà cùng thưởng thức với xin cái món chân gà này nha. Không biết có ngon không, tự tay mình làm. Lấy cái nước chấm ra để mình thử coi nó ngon không nha. Chấm này mình thấy là ok, ổn rồi nha. Giờ mình sẽ để ngày mai để thưởng thức với cái chân gà này. Chào cả nhà nha, mình vừa mới đi ăn sáng về, bây giờ mình sẽ về kiểm tra thử coi gà nó ngon tới đâu rồi cả nhà. Đi về thôi cả nhà ơi. Cả nhà cùng với mình vô thưởng thức cái món chân gà mình đã ướp với xả tắc
với lại một ít gia vị đó. Thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử xem coi cái món chân gà này mình ướp qua đêm nó ngon như thế nào cả nhà xem nha. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, nói chung là rất là thấm rồi cả nhà. Ngon quá. Trời ơi, tuyệt vời cả nhà, ngon quá. Nói chung là cái mùi vị nó đã thấm vô cả nhà, ngon. Thịt gà nó thấm vô ăn rất là, nói chung không mặn cũng không ngọt. Nói chung là cái món này là vừa, nói chung mình thấy là ngon cái nhà, ngon tuyệt vời. Cái tem chém kia kìa, có kìa. Đây cái này người ta chấm mấy thôi ông ơi. Chấm màu vàng rồi đây. Đây đây. À. Đây đây. Đây là cầu của vậy tôi không biết kìa, bắt kìa nha. Ba hai đấy nha. Đang đứng trên hôn đang cả nhà, cay quá cả nhà. Mình đang ăn cái này là cà rốt xoáy nhuyễn ra, rồi sau đó cái bỏ một chút đường rồi mình làm bằng đá ra. Nhờ cả nhà, cay quá rồi cả nhà. Nói chung cái món gà ăn rất ngon, cả nhà nó cay quá. Cái món chân gà ướp xả tắc này rất là ngon cả nhà. Mình thì ăn sao cũng được chứ, nói chung là mình nói cả nhà nghe, nếu cả nhà mà ăn muốn thấm nhanh hơn thì cả nhà nhớ khứa ra cho giống như mình làm vậy đó, nhưng mà thấy nó không được đẹp. Còn nếu cả nhà mà muốn ăn mà không cần phải khứa ra thì cứ chặt xong rồi mình ướp luôn nó sẽ ngon hơn ha. Đó, bây giờ mình đang có một dĩa tại đây luôn, rồi giờ mình mời cả nhà thưởng thức tiếp với mình nha, thêm một dĩa nữa.
quá ngon cả nhà, tuyệt vời lắm, mời cả nhà ăn nha. Cay quá, phải chấm. Cả nhà nha, mời mọi người. Ôi, còn gì bạn nữa cả nhà ơi. Ngon. Nói vậy lấy đi. Vô cái độ của nó rất là ngon nha mọi người. Đó. Cũng không có chua mấy, hoặc cũng không có đắng mấy nha. Nói chung là đối với cây là cho nước chấm nè, nước cây. Đối với mình á, cái chân gà như vậy là quá ngon rồi. Đang này tư ơi, ngon quá. Dạy dai không? Dạy dai ha. Dạy dai dai ăn ngon quá cả nhà. Thử quá, để đi. Nước chấm nó cay quá cả nhà, chắc cỡ 5-6 giớt chổng. Cay quá. Nhưng mà đối với mình cay như vậy nó mới ngon đúng không? Chứ còn mà cây nhẹ quá không đã. Ủa, đảo rồi. Cây quá cả nhà ơi. Đỏ miệng hết trơn. Trời. Mà mình nghĩ là các bạn nên ăn vậy nó mới ngon không. Chứ còn cây nhẹ quá mình cảm nhận luôn, không có đã. Nó cây nhẹ nó không đã. Mình thường ăn mà cây như vậy là nó sướng. Đó. Trẻ em nhớ đừng có cho trẻ em ăn cay nữa nha. Cay quá không tốt, ăn vừa thôi. Trời ơi, đã luôn. Trời. Không có cay mấy rồi nha, vừa đủ rồi. Có điều lỡ bỏ cái vỏ chanh cho nó cũng hơi the the đắng đắng. Cú rắc khỏi mấy cây đối với mình hơi cay nha mọi người. Đau cây hả? Xem cái video của Sinh vào bạn bè chắc chịu nổi đâu, có gì xin lỗi trước nha, cày quá. À, thôi các bạn ơi, mình vừa mới thưởng thức xong một cái chân gà ngâm xà tắc. Thì nói chung là đây là cái món ăn mà Sinh và cả nhà của Sinh á đã làm cái món này. Nói chung cay quá cả nhà ơi, chịu không nổi. Món ăn nào ai cũng có thể làm được hết trơn. Nếu cả nhà mà nếu muốn ăn cái món nào ngon hay là gì đó thì mình cứ thử đi rồi sẽ ngon thôi cả nhà ơi. Đó. Nói chung thì cái món ăn của Sinh thì vẫn chưa ngon mấy đâu, mình cũng
cảm nhận vậy. Thì cái món ăn này á, là mình làm để cho vui cho chơi thôi, với lại để cho cả nhà cùng thưởng thức xem cái món ăn này nó ra làm sao đây đó. Chứ còn mà nếu mà làm mà bán thì chắc không ai mua cả nhà. Thì đây là món ăn để dành tặng đến cả nhà thôi. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu cả nhà thấy hay nhớ nhấn đăng ký, subscribe, chia sẻ cho mình để có động lực để mình ra tiếp nhiều sản phẩm hơn. Thì chắc có lẽ sắp tới nữa thì mình sẽ đi làm một chuyến du lịch của các tỉnh nữa nha, để cho cả nhà thưởng thức từng món ăn của các tỉnh. Mình không biết là đi tỉnh nào, thì trong tương lai mình sẽ bắt đầu đi. Chứ bây giờ ở đây mình quay hải sản nhiều quá thì cả nhà cũng chán nản thôi, đúng không? Thì cũng không có gì vui. Thì chắc chắn mình sẽ làm một chuyến du lịch, hoặc là những cái chuyến du lịch sắp tới, để mà cho cả nhà thưởng thức cùng với Sinh với những cái món ăn hấp dẫn sắp tới của các tỉnh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Cay quá chưa nói. Bye bye cả nhà. Cay quá nhà ơi.